đám điều dân các người. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Nực cười. Đây là lãnh thổ của Đại Thanh bọn ta. Sao có thể để các ngươi hoành hành ngang ngược? Nếu các ngươi còn khôn suốt, bọn ta sẽ nổ xuống. Thề chết bảo vệ! 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 Nổ xuống! Tiếng gì vậy? Sư công, hình như là tiếng pháo nổ, không sao đâu. Tào Lao, hả? Ở đây chỉ cách cổng chào tiếng thiên của nữ dậm. Ở đây chắc chắn xảy ra chuyện. Ta đi tìm Nguyên Giáp. Ê, sư công à, không sao đâu mà. Sư công. Cho. Nấp đi. Các huynh đệ, liều với bọn chúng. Liều mạng đi. Liều mạng. Liều mạng với bọn chúng. Ném dầu quả đi. Cứu người, ta đi giết địch. Sư phụ, không sao chứ? Đi đi. Đi thôi sư phụ. Chuẩn bị bắn. Được nước diệt vong, Dương Ngũ đi theo huynh đây. Sư phụ à, sư phụ, mau chạy đi.
和水滔滔，江山秀丽，叠彩风铃，银河国家那像烟壁，冲开血路，挥手上吧，要致力皇家中气，气扬国土再高浅踏，这谁是炎热血？Để ta làm giúp cho. Ráng chịu đựng một chút. Sắp xong rồi mà. Ráng chịu đựng nha. Để ta giúp cho. Nhẹ thôi, ta xem thử. Đây, để ta giúp. Như vậy đỡ hơn chưa? Ráng chịu một chút nha. Sắp xong rồi. Ráng chịu đựng. Ráng nhìn chút. Được rồi. Sao đâu? Để ta coi thử. Xong rồi. Ngồi yên đi. Xong rồi. Nguyên Giáp, quên lao đi. Đau quá. Sư phụ, người Tây đã phá hủy cổng chào rồi. Đây là đao của sư công. Mối thù này ta nhất định phải báo. Nếu không thì ta không còn là Quách Nguyên Giáp. Quảng Đông Nhân Đường. Nè, không biết chỗ thuốc này có đủ hay không. Lo cho những đệ tử thương vong đã tốn rất nhiều bạc rồi. Bây giờ huynh nhìn xem đằng trước xảy ra chuyện gì vậy. Đông người quá. Qua đó xem thử. Linh dị Dương Ngũ. Sư phụ à, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Sư phụ đi theo con đi. Trời ơi, nhìn thấy cái gì đó thảm quá. Nhìn thảm thiệt đó. Quá quá đi. Sao lại như vậy chứ? Đúng là nhìn thảm thiệt mà. Kiểu đó nữa thiệt. Người nhìn đi. Vậy không còn là con người nữa mà. Nhưng mà nghe nói là tên cướp đó. Sư phụ à, quá kinh khủng mà. Nhìn thảm thiệt chứ. Sư phụ, chúng ta có thể kết nối những nhân sĩ võ lâm khác cùng nhau ra tay mà. Không được. Võ lâm kinh thành đã tổn hại nguyên khí trong chiến dịch lần trước. Lần này chỉ có thể dựa vào ba chúng ta. Sư phụ à, chỉ dựa vào ba người chúng ta chỉ có thể dùng mưu chứ không thể thắng lợi được đâu. Cậu có sáng kiến gì không? Con chưa nghĩ ra. Sư phụ à, quân anh đang ở ngay trước cổng thành, rất khó để ra tay. Ê sư phụ à, con có cách này. Đợi đến tối nay, hai chúng con đóng giả thành người giao rượu, để thuốc mê ở trong đó, sau đó đánh mê bọn chúng. Chờ. Có chuyện gì? À, trưởng quan, chúng tôi đến giao rượu đó. Sao muộn quá vậy? À, xin lỗi nha. Qua đây. Cầm lấy. Rượu đến rồi. Cầm lấy. Đây. Có ngon không? Từ từ thôi. Trời ơi. Giỏi quá. David. Giáo cỡ sứ quán sao vẫn chưa đến vậy? Bọn ta đang đợi ổn đây.
Cùng cạn nè. Rất ngon. Cạn. Ngon. Ngon quá. Nào nào, qua đây, qua đây. Dạ. Hết rượu rồi, lấy thêm đi. Lấy thêm rượu đi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Nhìn lên. Rót rượu ta. Ta còn món cái khác nữa. Trời ơi ngài đó, hư quá đi. Tất nhiên rồi, người anh quét bọn ta là hư nhất mà. Lại đây nào, lại đây. Qua đây đi. Qua đây nè. Không cần phải lo lắng. Ta không quen nàng đâu. Nếu ta đoán không lầm, người chính là Hoát Nguyên Giáp. Nhìn kìa, nhìn kìa, coi kìa, không tính kìa. Ôi, coi kìa, coi kìa, nhìn hát vậy quá, vậy như vậy ta, coi kìa, nhìn đi, sao đó, coi kìa, sao lại vậy chứ? Hôm nay, tự nhiên nằm ngủ giữa đường, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy chứ? Trời đất ơi, sao lại như vậy? Mới qua một đêm mà vậy rồi. Thiệt tình đó. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mới chỉ qua một đêm thôi chứ. Đã vậy rồi, coi kìa, vậy ta. Không biết được nè, luôn vậy đi. Không vậy đi. Vậy đi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Ôi chú ơi, đây không phải đầu của đội trưởng sao? Nếu ta đoán không lầm, người chính là Hoát Nguyên Giáp. Ta nhấn mạnh lần nữa, ta dùng sức mạnh của văn minh để dạy bảo dân tộc không khai hóa như khác người. Vốn là giả man còn đối phó được đạn của văn minh bọn ta đó. Đạn mới là giả man thật sự. Nó không có nhân tính.
thâu thâu Công sang sâu lầy điệp trói phong đình Học quà ca nã trường yên tình Trung hồi huyệt lục quay sống sang bạc Yêu chi lịch quà ca trung hình Hì đường quà hồ tròi trong xuyên tạm Có có phù hế si mình水滔滔，江山秀丽，叠彩峰岭，我国家那像烟兵，冲开血路，挥手上白，要致力国家中兴，气扬国土再遭践踏，个个负起使命，冲开血路，挥。手上吧，要致力国家中兴，气扬国土在中浅淡，这谁是渐已胜？Đầu của Owen bị treo trên thành lầu, thật khiến cho lòng người hả dạ. Rất nhiều người đều đoán là do người làm đó. Sư phụ à, trong mấy ngày chúng ta đi, võ quán lại nhân thêm 30 đồ đệ nữa. Mọi người đừng chỉ lo vui mừng. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, người Tây sẽ không chịu để yên đâu. Dạ. Sư phụ. Sư phụ à, Long Thiệu Cơ đại nhân và Triệu cô nương đến rồi. Ờ. Long đại nhân, có chuyện gì gấp sao? Nguyên Giáp à, đúng là có một chuyện rất gấp đây. Có phải là phía người Tây có hành động gì không? Nguyên Giáp, người Tây đã triệu họp 8 nước, muốn phong tỏa võ quán cả kinh thành này. Hả? Phong tỏa võ quán cả kinh thành sao? Đúng. Vậy triều đình có đồng ý không? Hai, ta đã đi hòa giải khắp nơi rồi. Đám Dương Công đại thần cũng có một số bất đồng. Cuối cùng triều đình dẫn ra một lệnh hạn chế võ quán. Hạn chế võ quán sao? Đúng vậy. Cậu xem đi, số người nhập môn làm đệ tử của mỗi võ quán không được quá 40 người, còn đệ tử làm thêm cũng không được vượt quá 200 người. Hơn nữa, người tập võ cũng không được tham gia các kỳ thi văn võ, không được làm việc trong nha môn, cũng không được làm quan, cũng không được mãi nghệ trên phố, không được xây cục áp tiêu, càng không được tụ hội nghị sự. Trong đó còn viết rất nhiều nữa. Nguyên Giáp, cậu hãy đọc kỹ đi. Ê, sư phụ à, bọn họ không cho làm như vậy, cũng không cho làm thế kia, chẳng phải là phong tỏa võ quán hay sao? Sư phụ, đây chẳng phải giải quyết tận gốc sao? Không sai. Lần này người Tây triệu tập mở cuộc họp 8 nước, đứng đầu chính là hai nước Anh Quốc và nước Nga. Bọn họ đã chĩa mũi dùi thẳng lên người sư phụ Nguyên Giáp của các cậu. Nguyên Giáp, ta đây vừa có được tin tức này liền chạy đến nói cho cậu biết để cậu có sự chuẩn bị trước. Tóm lại cậu phải cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian nghỉ ra đối sách đi. Ta không ở lại lâu được đâu. Đa tạ Long đại nhân đã báo tin. Ta muốn biết khi nào thì công bố lệnh này. 3 ngày nữa sẽ dán văn kiện thông báo. Trước cửa mỗi võ quán đều sẽ dán cáo thị này của quan phủ. Về việc kéo dài bao lâu thì phải xem khi nào mới có thể đuổi được đám giặc Tây về nước.